mọi người, xin chào mọi người, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với Chuyện Đời Thường ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay là tiếp tục câu chuyện rung động xoay quanh những ông thầy thích cúng dường. Thì em chia sẻ cái bài hôm nay đó mọi người, thì liên quan tới một nữ đệ tử ruột của ông thầy thích xoay quan, thích cờ quan. Thì đệ tử của Thích Cờ Quan thì cô chú anh chị cũng biết rồi, khá là nhiều và có những người gọi là u mê cực đỉnh và ủng hộ cho thầy của mình, bảo vệ bất chấp một cách gọi là trắng trợn, nó táo trở mà nó sinh ra thành trơ trẽn của cô chú anh chị. Ngày hôm nay em muốn nhắc đến cho cô chú anh chị biết, đó là một nữ nghệ sĩ hết thời, là em Trinh của chúng em mọi người. Em Trinh là đại đồ đệ và là nữ đệ tử ruột cùng gọi là cái con mà con gì quên rồi, nhà ngoại cảm của chú anh chị. Thì cái cặp bài trùng này thì luôn luôn là một đứa thì lên kênh YouTube của mình là bảo vệ thầy, bảo vệ cho thầy cờ quan của mình rất là nhiều, còn một đứa thì lên Facebook đăng bài chia sẻ cho thầy cờ quan của mình rất là nhiều luôn đó. Ông thầy cờ quan này thì cô chú anh chị biết rồi, có những cái bài giảng mà gọi là chấn động xã hội, chấn động dư luận và chấn động đồng bào trong và ngoài nước qua cái những bài giảng gọi là kiếp trước kiếp sau, cho tiền cúng dường đưa cho chính ông thầy số tiền lớn, mệnh giá cao thì nó sẽ được phước, và nói chung là cúng dường càng nhiều thì phước càng cao thôi, nó là vậy. Và thậm chí tiền của mình xài ra thì ông thầy cờ quan này cho rằng mình xài là cũng mất đạo đức, mà phải đem cúng dường cho chùa, cúng cho ông thầy để ông thầy đi mua xe 2 tỷ, rồi bị phát hiện là ông bỏ cọc hết 100 triệu luôn rồi, thưa mọi người đó. Thì ngày hôm nay em muốn chia sẻ với cô chú anh chị, nữ đại đồ đệ, đó là một nữ nghệ sĩ hết thời, là em Trinh của chúng ta đó, đã lên đăng tab cộng đồng trên Facebook rất là nhiều. Và hôm nay anh Đại sẽ dạy cho em Trinh một bài học nhớ đời đó, binh cũng vừa thôi. Cái công chuyện đó rồi, với buổi tối ngày hôm nay đó thì đệ tử ruột của thầy thích cúng dường đó cả nhà, chị Egela Tinh Tinh, tiếp tục với một số những cái nội dung liên quan đến câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ. Đặc biệt là sau khi mà chị tuyên bố đó, chị đã tìm ra được những cái bằng chứng chứng cứ để tố thầy Minh Tuệ về cái câu chuyện là cho rằng là sẽ có diễn biến hòa bình rồi lật đổ chế độ vân vân. Thì chị Angela lại tiếp tục nói rằng là giặc đã dựng lên một tên lang thang không làm gì cả mà lại lên làm thánh, bởi vì giặc cần có một đạo Phật mà trong đó không có ai làm gì cả. Vì không ai làm gì cả nên đạo Phật tự biến mất mà không ai cần ra tay chống phá lộ liễu mang tiếng. Đây là lúc ta phải nhìn rõ vấn đề, ta phải lựa chọn một trong hai loại đạo Phật. Một loại đạo Phật thực hành bát chánh đạo, nghĩa là làm vô số việc thiện lành để lấy phước đi sâu vào tâm linh giác ngộ. Một loại đạo Phật không làm gì cả, do giặc dựng lên để tạo đạo Phật đó tự suy tàn và biến mất, chỉ thích đi lang thang và không làm gì, không làm gì ích lợi cho đời. Và rồi được truyền thông bẩn của giặc đã tung hô đó là con đường hủy diệt của Phật Pháp. Rồi cái chị này lại đưa cái hình của sư Thích Minh Tuệ lên những video clip mà các anh em YouTube đã quay. Chị nói rằng là một cái gọi là cái tên lang thang không làm gì cả mà được tung hô lên làm thánh, là một cái kẻ gọi là chống phá và phá hoại đạo Phật. Nói chung hết nói nổi cái lời lẽ của một đệ tử của thầy Thích Cúng Dường rồi. Thì rõ ràng thầy nào trò đó thôi cô chú anh chị, mang danh là một Phật tử, mang danh là đệ tử của một gọi là vị trụ trì, một tiến sĩ Phật học, nhưng mà lại buông ra những cái lời lẽ nói chung là nó cực kỳ dơ bẩn luôn cô chú anh chị. Khi mà chị nói là chị đã tìm được những cái chứng cứ gì đó thì mình nói thật nha, tại sao chị không nộp lên công an tố cáo ổng đi. Nếu như thật sự mà đã tìm ra được những cái bằng chứng chứng cứ gì đó nói rằng là sư Minh Tuệ là chống phá, là gọi là lật đổ chế độ, là diễn biến hòa bình, thì tại sao không báo công an nộp những cái bằng chứng đó đi, lên trên mạng để mà khua môi múa mép làm gì, không biết nhục nhã là như thế nào luôn cô chú anh chị. Còn đăng hình Phật Pháp đi chùa nhiều thì nè, không biết rằng Angela Phương Trinh đó có đọc những cái bình luận ở dưới cái phần bài viết của mình hay không. Thì những cái người mà yêu mến Angela Phương Trinh đó cả nhà, thì đã comment như này nè, bạn Thương Mây thì comment đó
là thầy nào trò nấy đó. Rồi một người người bạn của Angela một fan hâm mộ đó, có ai giải nghiệp dùng chị Trinh lì đòn hay là không? Rồi một khán giả tên là Thùy Linh thì nói rằng là chị Trinh này tuổi trâu hay là tuổi bò vậy đó, sao mà nói hoài không có nghe. Rồi rất là nhiều những cái bình luận yêu thương chị Trinh rất là nhiều nè, nói rằng là Trinh dạo này làm như là bị ế khách cho nên là lên để mà bú phem để mà kiếm khách để mà đi hay không. Nói chung là thích chân quan của Trinh điếm thúi đi, đây đừng ngu mê mà cúng dường vân vân. Nói chung là rất là nhiều những cái bình luận comment yêu mến chị Trinh, không biết chị Trinh có đọc hay không, nhưng mình thấy rằng là mỗi bài viết thì có cả ngàn cái bình luận, nhưng mà vô tìm đọc đó cả nhà chỉ còn mấy cái thôi. Ê, kiếp của chị Trinh xóa comment không kịp luôn cô chú anh chị. Như vậy đó thì thử hỏi như thế nào, thử hỏi tại sao gọi là những cái vị gọi là sư á, mà ở trong gọi là trong chùa đó ha, đi xe hơi rồi lại đào tạo ra những cái gọi là kẻ đệ tử như thế này nè, với những cái ngôn từ như vậy nè, tìm được cái bằng chứng tại sao không đi tố cáo đi, rồi đăng lên nói rằng là tôi là bảo vệ đạo Phật, tu theo Phật là thực hành con đường chánh bát đạo. Nói rằng là sư Minh Tuệ đi lang thang như vậy đó là không giúp ích được gì cả, mà chính là phá đạo Phật. Chẳng khác nào nói Đức Phật ngày xưa, Đức Phật ngày xưa cũng gọi là đi lang thang, đi khất thực, chứ đâu có gọi là ngồi trong một cái chùa nào đó để kêu gọi cúng dường đâu, đâu có đi xe hơi đâu, đâu có gọi là giảng những cái vấn đề liên quan đến gọi là luật nhân quả, nào là tiền của mình đó thì xài đó hết sẽ gọi là thất đức. Mới nghe đâu đó là sư phụ của chị này đặt cọc một chiếc xe rồi nhưng mà bị lộ, cuối cùng bỏ luôn tiền cọc. Mới ngày hôm trước giảng cái vấn đề xài tiền của mình, tiền mình làm ra đó xài là phung phí đó, là gọi là bị hậu quả ghê gớm lắm, cái nhân quả đó. Nhưng mà cuối cùng biết sao, đặt cọc chiếc xe rồi bỏ tiền cọc luôn đó. Mình thấy cũng rất là lạ, khá là buồn cười nha cả nhà đó. Thì nói rằng là chỉ đi lang thang và không được làm được gì cả đó, cái này là sai. Thầy Thích Minh Tuệ đó cô chú anh chị, đi như vậy đó đã làm được rất nhiều điều của chú anh chị. Một vị đại biểu quốc hội người ta cũng đã lên tiếng, một vị sư đi ngoài đường ôm mình bác đi khất thực, rất nhiều những cái người dân đó họ đi theo, họ lễ bái và hướng thiện, thì đó là nó khơi dậy cái lòng từ thiện, cái lòng thiện trong con người của người Việt Nam rất là lớn. Và người ta từ cái hình ảnh của sư Minh Tuệ đó cô chú anh chị, khiến cho người dân đó tin vào Phật pháp, tin vào gọi là đạo Phật rất là nhiều. Bởi vì trước đó đó cũng chính vì những cái vị gọi là có chức sắc, có những cái vị mà ở trong gọi là trong chùa gọi cao sang quyền quý đó ha, đã làm mất đi cái hình ảnh này rất là nhiều, mất hình ảnh, người ta đã không còn tin tưởng vào gọi là một vị gọi là tu thật ở đâu cả, hay là tu tiền không à. Nhưng mà kể từ khi xuất hiện sư Minh Tuệ thì chúng ta thấy rằng người ta rất là tin tưởng. Đã từ lâu lắm rồi người ta không thấy, người ta không có tin được về một trong vị gọi là tu sĩ. Mặc dù là sư Minh Tuệ không phải là tu sĩ, không phải là thầy, nhưng người ta kính trọng, người ta kính lễ, người ta tôn trọng ngài ấy, người ta gọi một tiếng thầy, mặc dù là không có dạy ngày nào hết. Nhưng mà nhìn theo cái hình ảnh, nhìn theo cái cử chỉ, cái lời nói, cái việc làm của sư Minh Tuệ, người ta đã học được rất nhiều thứ. Cho nên người ta gọi một tiếng thầy, không cần phải dạy, nhưng mà nhìn và học đã là một vị thầy rồi cô chú anh chị. Đó thì tại sao nói rằng là đi lang thang như vậy là không giúp được gì. Ngày xưa Đức Phật đó là cũng có gọi là có đi lang thang không, có khất thực hay không, hay là có ngồi trong chùa có máy lạnh, ngủ máy lạnh hay không. Thưa quý vị, cái sự việc mà nóng trong hai ngày hôm nay đó chính là sư Minh Thiện đã ra đi mãi mãi. Đó cũng chính là một cái cớ để các nhân vật này họ trồi cái đầu lên để mà tấn công sư Minh Tuệ một cách vô cùng dữ dội, và cho rằng là ghép thầy vô những cái tội này cái tội kia. Nói rằng là diễn biến hòa bình, cái câu chuyện đó, có công an lo rồi nha Angela. Chỉ không phải chẳng là cái quái gì mà nói rằng là diễn biến hòa bình phá hoại đạo Phật rồi phá hoại đất nước, nghe nói chung là cái tội, nói chung là không thể nào
kinh khủng hơn được đó cô chú anh chị. Nhưng mà mấy cái đó, nếu mà đã có bằng chứng rồi, tại sao không đi nộp cho công an, đi tố cáo đi, để mà lên trên mạng, để mà tung những cái thông tin này rồi đưa lên trên mạng, gọi sư Minh Tuệ là một tên lang thang y chang như thầy của chị luôn cô chú anh chị. Thầy cũng thầy của chị Angela này, nói chung là dạy đệ tử hay thiệt, đứa nào giống y đứa đó, từ thằng Minh Sài Gòn rồi cho đến là chị Angela, nói chung là những cái ngôn từ chúng ta thấy sao, là một tên lang thang, rồi cái thằng ba trợn, dùng những cái từ ngữ mà nói chung chúng ta nghe xong là giống như kiểu như đầu đường xó chợ rồi, chứ không phải là tiến sĩ hay là cho đến là nghệ sĩ hay là diễn viên gì cả cô chú anh chị. Mình thấy comment rất là hay, không biết là có phải dạo này bị ế quá hay không đó, cho nên là lên để mà bú phem mà kiếm khách cô chú anh chị. Anh có anh nào có nhu cầu thì giúp đỡ chị Trinh á, vài vé đi rồi chi là đỡ bớt. Bởi vì sao cả nhà? Bởi vì có rất là nhiều, mình nói chung là rất là nhiều nha, mình không muốn kể tên, rất là nhiều những cái vị mà sư nè, cũng là nhà sư, cũng gọi là tu sĩ, làm mất những cái hình ảnh Phật giáo, mất đi hình ảnh của giáo hội, rất là nhiều thứ. Nhưng mà những cái nhân vật này họ gọi là không lên tiếng. Tại sao không lên án những kẻ này? Chính những kẻ này mới đúng là mà hình ảnh mất đi hình ảnh của gọi là Phật giáo nè. Còn sư Minh Tuệ ổng không làm gì cả, ổng không kêu gọi ai theo kêu ổng, không ai đi theo ổng, không kêu gọi tiền bạc. Bởi chính vì lẽ đó cho nên là ổng đã bị tấn công một cách gọi là vô cùng dữ dội, mãi cho đến thời điểm này luôn cả nhà. Mình không biết rằng cái con đường của sư Minh Tuệ đó có thể là ổng sẽ đi đến đâu và đi đến bao giờ, và sau này ổng có đạt được những cái thành tựu như là mọi người nghĩ và mọi người mong muốn hay không. Nhưng mà cho đến thời điểm này nha, mình thấy rằng bản thân sư Minh Tuệ đã để lại trong lòng của Phật tử nè, trong lòng của người dân nè, rất nhiều những cái hình ảnh đẹp, rất nhiều những cái điều có ích. Thưa quý vị, người ta nhìn vào đó, người ta sẽ gọi là lánh làm những việc ác, siêng làm những việc lành luôn cô chú anh chị. Thì học theo cái đức tính, cái việc làm của sư Minh Tuệ không phải là gọi là không giúp được gọi là cho ai, tối ngày đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà người ta nhìn vào câu chuyện của sư Minh Tuệ đó, người ta ngộ ra rất là nhiều thứ, cái năng lượng của thầy tỏ ra đó cô chú anh chị. Tại sao mà một số vị sư từ nước ngoài nè, rồi cho đến là rất nhiều những người khác, người ta phải đến tận nơi đảnh lễ thầy, trò chuyện với thầy, thầy xưng con. Đó là cái cách gọi là khiêm tốn, cái đức tính khiêm tốn mà rất nhiều người đã học từ thầy của chú anh chị. Đó là cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy rồi đó. Không tham sân si nè, ăn thì ăn một bữa thôi, và đi bộ hành mấy năm trời nay mà không ai có thể làm được. Sau cái sự việc của sư Minh Thiện đó, cho chúng ta thấy rằng cái hạnh tu của thầy đó có gọi là dễ dàng hay không. Đâu phải ai cũng làm được, đâu phải ai cũng gọi là có thể dễ dàng đi theo con đường hạnh đầu đà đâu của chú anh chị. Nhưng mà có những cái kẻ này đó, những cái kẻ này thì cho rằng họ luôn tự cao tự đại là mình có ăn có học nè, cái thứ nhất nè, gọi là hiểu biết Phật pháp. Nhưng cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy trước mắt đó chính là mất lịch sự. Cái điều đầu tiên lịch sự là không thấy rồi. Quý vị cô chú anh chị thấy rằng đó, có một vị sư nào mà gọi là một cái người đồng tu với mình đó, không biết là họ tu theo đạo gì, gọi là thằng ba trợn đó không? Có vị gọi là vị sư nào đó tự nhiên gọi bạn đồng tu của mình, trong khi người ta không có làm gì đến mình, gọi là một thằng ba trợn hay không, dùng cái từ ngữ đó. Rồi cho đến là có một cái gọi là những Phật tử của ông này đó, đệ tử thuộc của ông này đó, thì gọi tên là một tên lang thang, một thằng lang thang, một thằng phá hoại. Thì cái câu đầu tiên mà chúng ta nghe thôi, đó chính là cái sự gọi là thiếu tôn trọng lịch sự đối với người khác, là cái điều đầu tiên rồi cô chú chị. Vậy mà cũng có người lên để bảo vệ cho ông ấy, nói rằng trời ơi, ông Trăng Quang đó, ông lớn tuổi, ông Thích Minh Tuệ rất là nhiều, thì ông ấy kêu bằng thằng cũng đâu có sao. Một trong những cái lời ngụy biện mà nói chung là nó, cái văn hóa của nó là nó bị mất luôn. Đây mới đúng là mất văn hóa nè, mất đi niềm tin vào Phật pháp nè. Chính những người này đã làm ra cái điều đó, chẳng phải là ai cả, được cô chú anh chị. Thì không biết rằng cái vị nghĩ như thế nào về những cái ngôn từ của đệ tử của thầy Quang đó, chị Angela này,
mỗi chuyến đóng góp đó thì để lại dưới phần video nha cả nhà, cũng như là ai có những cái lời khuyên, những cái lời chúc tốt đẹp nào dành cho chị Angela Phương Trinh đấy ha, thì mong rằng cô chú anh chị để lại dưới phần bình luận, để mong rằng chị Angela Phương Trinh đó chị có thể nghe được, chị thấy được, biết đâu chị quay đầu ha cả nhà. Rồi, xin cảm ơn, xin kính chào.